Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với nhau để mà chia sẻ về một cái chủ đề mang tên gọi là tại sao người đàn ông ngoại tình với người thứ ba là tình cũ và họ rất là khó để mà có thể quên và luôn có cái khả năng là dây dưa với cái đối tượng người thứ ba đó đã là tình cũ của họ trước đó. Có thể nói rằng ở Việt Nam có rất là nhiều cái mối quan hệ bắt nguồn và lặp lại bằng cái chuyện họ đã từng chia tay và sau này người đàn ông hoặc người đàn bà đó đi lấy chồng và họ lại có ngày gặp lại nhau và cái mối quan hệ tình cũ không rủ cũng đến lại bắt đầu trở thành mối cuộc tình, khiến cho chúng ta phải đem ra để mà ngày hôm nay chúng ta bàn luận với nhau đây nè. Cái vấn đề tình cũ không rủ cũng đến á, thì có thể là không bao giờ sai với một số người luôn nghĩ rằng tình cũ quay lại là cái điều đúng và cần thiết với họ. Đúng là có một số người thì không theo cái chủ trương là tình cũ. Ví dụ như bản thân sống tình yêu LGBT cũng vậy. Tôi không có thích quay lại với người cũ. Và những cái gì thuộc về cái thế giới cũ là tôi không bao giờ nghĩ rằng mình nên có một cái cơ hội, nên tạo một cái điều kiện nào đó để mà quay lại. Mặc dù trước đây tôi cũng đã nhận được một số lời đề nghị như là quay trở lại với tình cũ, nhưng mà bản thân tôi không quay lại. Bởi vì tôi không thích điều đó. Và tôi cũng đã nhận được những cái lời gạ gẫm của những cái người đàn ông mà trước đây tôi đã từng có cái mối quan hệ yêu thương họ, nhưng mà tôi không nhận lời. Và tôi không muốn trở thành một cái điều gì đó cũ và trở thành một cái điều gì mới, rồi lại tiếp tục trở thành cái cũ nữa. Thế nên là tôi không bao giờ nghĩ đến cái chuyện là sẽ quay lại với người đàn ông đã từng gọi là người yêu cũ. Nhưng mà trong tình huống này thì có rất là nhiều người đàn ông dính mắc vào người tình cũ, để rồi không rủ cũng đến. Và chẳng bao giờ sai với một người đàn ông khi mà đó lại là một cái người thứ ba mà họ yêu thương. Đàn ông á thì đa tình, mà trường tình của họ thì rộng lớn hơn phụ nữ chúng ta nhiều. Phụ nữ thì trung tình đó nhưng mà cũng tuyệt tình đó. Người đàn ông thì lại khó quên được cái cảm giác dở dang với một cái mối tình mà mình không có được trong quá khứ, mà không có được cái người phụ nữ mà họ trước đây đã từng rất là yêu, rất là thương. Người phụ nữ đó đã từng thề sống yêu thương họ đến trọn cuộc đời, nhưng mà cuối cùng người đàn bà đó vẫn dứt khoát tuyệt tình ra đi. Thế nên là sau khi chia tay á, trong tiềm thức của người đàn ông á, luôn có cái hình bóng của người cũ. Rất là nhiều người đàn ông sau khi mà chia tay á, vẫn quay trở lại và giúp đỡ người cũ, vì thấy người cũ sống không tốt, không có điều kiện phát triển tốt như mình. Thế nên là người đàn ông đó sẵn lòng bao dung và có cái mối quan hệ quay trở lại với người cũ. Và người đó, người yêu cũ đó lại trở thành người thứ ba trong cuộc đời mà họ đang có hôn nhân. Có thể người phụ nữ kia đang có chồng, hoặc là người phụ nữ lỡ thời chưa có lập gia đình sau khi chia tay cùng với họ, và khá là chuyên chuyên trong cái con đường tình ái. Thế nên là cái việc tình cũ khó quên thường làm cho đàn ông da diết, nhớ thương, vì đã có rất là nhiều lý do mà họ không quên được. Thì hôm nay tôi sẽ cùng chia sẻ với các bạn bốn cái lý do chính yếu trong cái việc người đàn ông tại sao lại khó quên, khó dứt tình với một người thứ ba đã từng là người yêu cũ bạn nhé. Thứ nhất là cái vấn đề tình cũ khó phai là tôi đã chia sẻ với bạn ở trên rồi. Và cái lý do thứ hai đó chính là cái việc mà họ chia tay nhau xuất phát do lỗi của người đàn ông là phần lớn. Ví dụ như chúng ta có thể nói rằng người thứ ba là người yêu cũ của họ trước đây á, đã từng muốn kết hôn với họ, muốn đám cưới, muốn có sự ràng buộc, muốn có sự yêu thương, muốn kết hôn cùng với người đàn ông đó. Nhưng mà người đàn ông đó lúc đó thì do ăn học, do làm ăn, do chưa sẵn sàng để kết hôn. Thế nên là người đàn ông đó chưa sẵn sàng để bước vào cuộc sống hôn nhân. Thế nên là người yêu cũ không chờ đợi được theo cái sự thúc giục của cha mẹ mà người yêu đó đi lấy chồng. Thì người đàn ông này cảm thấy tiếc nuối vì cái lý do chia tay là phần lỗi ở phía người đàn ông này. Có thể nói thêm một cái vấn đề nữa là cha mẹ người đàn ông đó không thích cái người yêu cũ đó. Thế nên là người đàn ông này không chọn người phụ nữ đó trở thành vợ, chỉ đơn giản là vì chữ hiếu mà bỏ đi chữ tình, có thế thôi. Cũng có một cái trường hợp nữa là người đàn ông tham sang phụ khó, thấy một người đàn bà khác nhiều tiền hơn,
nhiều cái quyền lợi hơn nếu mà kết hôn cùng với người phụ nữ đó. Thì chính vì vậy mà người đàn ông không chọn một người phụ nữ có hoàn cảnh không mấy tốt đẹp, không có nhiều điều kiện để cho anh ta thăng tiến, cũng như là người phụ nữ có hoàn cảnh cha bệnh rồi bản thân mình nghèo, gia cảnh thì không được khá giả, thì người ta chọn một người phụ nữ khác tốt hơn, nhưng mà cố sống với vợ nhưng lại không yêu vợ. Rồi cũng có những cái nguyên nhân như là người đàn ông say xỉn trong một phút bốc đồng thì ở với một người phụ nữ khác. Cái chuyện mà anh ta ngoại tình trong khi còn đang rất là yêu người yêu cũ, bị người yêu cũ phát hiện, hoặc là bị một ai đó tố giác, hoặc vì một lý do nào đó mà người yêu cũ biết được, giận dỗi và rời xa anh ta, thì anh ta cảm thấy có lỗi trong cái vấn đề như vậy. Thế nên là người đàn ông đó cưới vợ, cố yêu thương vợ nhưng mà lại không muốn quay trở về nhà khi mà công việc hết, mà đêm buông xuống người đàn ông nó tha thẩn ở những quán bia quán rượu để mà tìm quên, mặc dù là tâm tư tình cảm hướng về người yêu cũ nhưng mà không thể nói ra được. Trong một cái dịp tình cờ nào đó họ gặp lại cái đối tượng là người yêu cũ và họ trải lòng, và người yêu cũ đó cũng có thể là đang có một cái sự buồn chán trong công việc hoặc là tình cảm mà họ chưa có một cái mối tình nào, hoặc là đang sa ngã, hoặc là đang yếu lòng vì một phút yếu đuối mà cám dỗ cạm bẫy đã đến cùng với hai người họ đã từng có cái mối quan hệ là yêu nhau trước đó. Việc mà người đàn ông khi mà thấy rằng mình có được tình yêu với người thứ ba là người mà họ thực sự rung động, họ thực sự là yêu á, thì ở với vợ họ vẫn cảm thấy như là có lỗi với vợ, làm như vậy là phí thời gian của vợ mình vì mình thật sự không yêu vợ. Sống có trách nhiệm với vợ nhưng mà trái tim và mọi hình thức yêu thương với người đàn bà là vợ thì không có. Nên là bản thân người đàn ông cũng bị giằng xé rất là nhiều trong cái vấn đề này. Còn thêm một cái lý do oan nghiệt hơn mà khiến người đàn ông luôn day dứt, và nếu đối tượng người thứ ba đó là người yêu cũ thì anh ta sẽ muốn có được người thứ ba đó và duy trì cái mối quan hệ với người thứ ba đó lâu hơn, dài hơn và bất tận thiên thu. Tức là không có ngày muốn ngừng lại với người thứ ba đó. Tức là người đàn ông này kết hôn do cha mẹ mong muốn, tức là lấy vợ cho cha mẹ, chứ anh ta không hề yêu cái người phụ nữ đó, không hề yêu vợ của mình. Tức là bản thân anh ta cũng không có lập trường mạnh mẽ để mà bảo vệ tình cảm của bản thân, bảo vệ cái mong muốn của chính mình, nghe theo lời cha mẹ, sắp đặt làm cho cha mẹ được vui, nhưng mà cuối cùng bản thân cái người đau khổ nhất trong cuộc sống hôn nhân lại chính là anh ấy. Nên anh ấy khi gặp lại người tình cũ, người yêu cũ thì anh ấy muốn kết nối, muốn giữ và biến người phụ nữ đó trở thành người thứ ba trong trái tim của anh ta, và tạo ra cái sự ngang trái trong cuộc hôn nhân của chính mình. Khi mà đến với cái lý do thứ hai này thì có thể xét về nhiều trường hợp người đàn ông rất là coi trọng cái lý do, nếu mà cái lỗi sai đó của anh ta thì sẽ làm anh ta luôn ở cái trạng thái mà cái điểm số 3 này tôi sẽ chia sẻ cùng với bạn đây. Tức là anh ta sẽ bị day dứt vì anh ta đã không cố gắng có được người thứ ba nè. Rồi anh ta sẽ cảm thấy là tức vì có thể là bị người thứ ba bỏ rơi trong cái hoàn cảnh mà anh ta chưa giỏi, chưa có đủ tiền, chưa có được thành công, và anh ta thua kém cái đối tượng mà người yêu cũ chọn làm chồng. Thì cái cảm giác của một người đàn ông khi bị tức thì anh ta muốn có lại những cái điều trong quá khứ mà anh ta đã không đạt được. Tức là cái tâm lý bị thua, bị tức cũng làm cho anh ta muốn có được người thứ ba đó. Mặc dù trong quá khứ anh ta đã thua nhưng mà hiện tại anh ta muốn trở thành một người thắng ở thời điểm này. Tức là thỏa mãn cái tôi của anh ta. Còn cái chuyện mà quay về với người yêu cũ đó có làm cho anh ta yêu thương hoặc là xây dựng được tình cảm với người đàn bà đó hay không lại là một vấn đề khác bạn nhé. Còn cái chuyện mà anh ta mà day dứt vì không cố gắng để có và giữ được người thứ ba, cái lý do này sẽ ám ảnh anh ta và khiến cho anh ta luôn luôn thôi thúc làm sao để có được người đàn bà đó. Đây là một cái lý do mà khiến cho người đàn ông bị vướng mắc vào cái chuyện người thứ ba, nếu người thứ ba đó là một người tình cũ, người yêu cũ của anh ta trước đây mà anh ta không có được trong quá khứ. Lý do thứ tư là người đàn ông khi mà đối diện với cảm xúc và trái tim của mình thì cái lý trí của họ vẫn hình thành, họ bị giằng xé rất là nhiều vì mong muốn có được người yêu cũ mà lại không thể bỏ vợ được. Và có rất là nhiều lý do là họ đã từng có con với nhau chẳng hạn, với vợ,
hoặc là người yêu cũ, cũng có thể là cái người mà đã từng có con với họ và một thời gian rất dài họ gặp lại nhau và cái chuyện nó lộ ra, thì lại càng làm cho người đàn ông này hối hận hơn nữa, và người đàn ông này muốn gắn cái trách nhiệm của mình vào cái người phụ nữ mà anh ta đã làm cho họ tổn thương. Hoặc là người thứ ba đã từng là người yêu cũ của anh ấy không có thể lấy được ai, khi mà yêu anh ta đến mức mà sau khi chia tay hoặc bị chia tay thì người phụ nữ đó không có kết hôn, hoặc đến thời điểm này người phụ nữ đó đến lúc này vẫn chưa kết hôn với ai. Thì ở một cái giai đoạn như vậy, người đàn ông sẽ cảm thấy là mình có lỗi trong cái vấn đề là khiến cho người phụ nữ đó đã gánh chịu những cái sự tổn thương nặng nề trong cái tâm trí. Thế là người đàn ông đó tự dính mình, tự gánh cho mình một cái trách nhiệm phải yêu thương, phải che chở, phải giúp đỡ cho người thứ ba đó, và họ trở thành một cặp nhân tình khi mà người đàn ông đó đang có vợ. Rất là nhiều người đàn ông cũng đã suy nghĩ đến vấn đề có nên bỏ vợ hay không để mà sống với cái cuộc tình như vậy. Và có những người đàn ông khi mà gặp lại người yêu cũ thì cái tình yêu cũ nó sống dậy và nó thôi thúc anh ta, khiến cho anh ta muốn bỏ vợ, muốn rời xa gia đình của mình để đến với cái người phụ nữ kia, mặc dù chưa biết là người phụ nữ, là người yêu cũ đó có chấp nhận anh ta hay không. Và có rất là nhiều cái ý kiến, suy nghĩ và cho rằng người đàn ông này nên nói rõ cái chuyện này với vợ để giải thoát cho cô vợ, mà cũng trong cái tình huống là sống như vậy là tôn trọng người vợ, tức là mình không yêu vợ mà mình cứ kéo dài cái thời gian như vậy là hao phí cái thời gian của chính người vợ, làm tổn thương vợ, và chính bản thân người đàn ông cũng không được thanh thản. Trong cái câu chuyện này, quan trọng là người phụ nữ là vợ suy nghĩ như thế nào, và người thứ ba có thật sự muốn tiến đến với người đàn ông kia để kết hôn hay không, có thể tranh giành một cái tình cảm với người phụ nữ đang yêu là vợ hay là không nữa. Đây là cái câu chuyện ba người rất là phức tạp, và hôm nay Sóng Tình Yêu GB chia sẻ đến bạn cái tâm lý, các cách suy nghĩ của người đàn ông, tại sao mà họ lại khó quên, khó phai và thường dây dưa dứt mãi không đứt với cái người thứ ba gọi là cái người yêu cũ mà anh ta đã không đạt được, không có được trong quá khứ bạn nhé. Rất là cảm ơn mọi người đã đồng hành lắng nghe phần chia sẻ của Sóng Tình Yêu GB trong ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những phần chia sẻ khác nhé.